thủ vai ôm chính trong Chân Hoàng truyện, Trần Kiến Bân phải mất một tháng mới nhớ được hết tên của dàn mỹ nữ hậu cung. Đặc biệt là với những cảnh quay thị tẩm, nam diễn viên cảm thấy rất đau đầu. Hậu cung Chân Hoàng truyện là bộ phim cung đấu cực kỳ nổi tiếng, từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, đưa vô số cái tên lên dàn sao hạng A và giúp họ có được vai diễn để đời cho sự nghiệp. Chẳng hề quá lời khi nói bộ phim này là kinh điển trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, khiến khán giả nhớ mãi không quên. Các diễn viên góp mặt trong cuộc chiến tranh sủng chốn lòng son Tử Cấm Thành từ chính tới phụ đều được công chúng hết mực quan tâm chú ý. Đã 10 năm trôi qua nhưng tác phẩm vẫn để lại nhiều dư âm và được khán giả hăng say bàn luận mỗi khi nhắc đến. Từng vai diễn, từng tình tiết đều được khán giả đưa ra mổ xẻ khi có dịp. Tuy nhiên, hậu trường phân cảnh khá thú vị của bộ phim mà ít người biết đến mới đây đã được đào lại, khiến nhiều người không khỏi thích thú. Đó chính là thị tẩm của Hoàng thượng Ôm Dính do Trần Kiến Bân thủ vai. Mới đây, cư dân mạng đã đào lại chia sẻ của nữ diễn viên Dương Tử Yên. Cô cho biết, Trần Kiến Bân muốn quay hết cảnh thị tẩm chỉ trong 2 ngày. Vì thế, các diễn viên đã tập trung lại để thực hiện xong cảnh quay. Trong 2 ngày này, Trần Kiến Bân sẽ nằm nghiêng trên giường để đóng cặp với từng người. Mỗi lần quay cảnh thị tẩm, ông đều hỏi bạn diễn tên là gì và hóa thân thành nhân vật nào. Nhưng khi Dương Tử Yên hỏi Trần Kiến Bân có nhớ bạn diễn của mình không, ông cho biết bản thân không thể nhớ nổi. Nữ diễn viên hài hước, khi thầy Trần Kiến Bân vừa vào đoàn làm phim, thầy liền nói 2 ngày này hãy quay hết cảnh thị tẩm đi. Thế là mọi người tập trung lại, cứ từng người một lên giường, gặp ai thầy cũng sẽ hỏi cô tên gì, diễn ai thế. Sau đó hoàng thượng dứt khoát nằm nghiêng chờ từng người lên giường và rồi cứ lần lượt từng người một được thị tẩm. Khi được hỏi về việc có nhớ ai đóng vai nào không, Trần Kiến Bân lắc đầu tỏ vẻ không nhớ nổi. Ôi làm hoàng thượng thật vất vả quá mà, Dương Tử Yên cười nói. Trần Kiến Bân cũng gật gù tiết lộ, quả thật làm hoàng đế rất phiền. Tôi có tận hơn 20 phi tử, ai cũng có họ có tên. Lúc bắt đầu căn bản chẳng nhận ra ai với ai. Sau một tháng, nam diễn viên mới nhớ được hết tên của dàn mỹ nữ hậu cung. Tuy vậy, trong những cảnh quay quần trò chuyện cùng các vợ, Trần Kiến Bân vẫn cảm thấy rất đau đầu. Với khán giả đã từng xem Chân Hoàng truyện chắc chắn đều hiểu những cảnh quay này khi lên sóng chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Với mỗi người, hoàng thượng lại có tình cảm khác nhau nên cách đối xử cũng không ai giống ai. Vậy mà tất cả được ông thể hiện hoàn hảo chỉ trong 2 ngày, đủ để thấy khả năng nhập vai của Trần Kiến Bân xuất thần đến mức nào. Chân Hoàng truyện là một trong những dự án cung đấu kinh điển quy tụ nhiều bóng hồng của màn ảnh hoa ngữ nhất. Thế nhưng trong hậu cung của Chân Hoàng truyện vẫn có những đóa hoa tàn. Trong đó phải kể đến vai Tề Phi của nữ diễn viên 7X Trương Nhã Minh. Tề Phi là một phi tần lâu năm trong cung theo Ôm Chính từ những ngày còn ở Tiềm Đề. Tuy có con trai là Tam A Ca hoàng thời, nhưng Tề Phi lại không phải nữ nhân tinh tế thông minh. Chính vì vậy cô từ lâu không còn được hoàng thượng sủng ái. Cuối cùng vì bị hoàng hậu xúi dục đầu độc Ninh Tần, Tề Phi bị xử tội và qua đời. Dù có tạo hình già nua kém sắc cùng tính cách khó cảm trong Chân Hoàng truyện nhưng ngoài đời Trương Nhã Minh lại khá xinh đẹp và có khí chất. Gần đây cô đã đăng tải một video tri ân đến vai Tề Phi trong Chân Hoàng truyện, qua đó khán giả vô cùng xích xoa trước nhan sắc đời thường trẻ trung tích cực của mỹ nhân. Sinh năm 1973, Trương Nhã Minh bắt đầu bán duyên với diễn xuất vào năm 1999 với phim Bụi Hồng. Thế nhưng trong thời gian đầu, nữ diễn viên hoàn toàn là tên tuổi vô danh. Việc tham gia Chân Hoàng truyện đã giúp Trương Nhã Minh có nhiều cơ hội hơn, góp mặt tiếp tục trong nhiều dự án cổ trang đình đám như Cung Tỏa Liên Thành, Thần Điêu Đại Hiệp, Cẩm Tú Nam Ca. Thế nhưng dù cố gắng đến đâu thì cô vẫn chỉ có thể đóng vai phụ do tuổi tác. Tuy nhiên điều đó không khiến Trương Nhã Minh buồn lòng, trái lại cô đã có một gia đình vô cùng ấm êm và hạnh phúc. Ở tuổi gần 50, ngôi sao Chân Hoàng truyện thường xuyên được khen trẻ đẹp, có dấu hiệu lão hóa ngược và rất siêng livestream. Cô cũng hay đăng tải video khoe chồng và con trai, khiến dân mạng vô cùng hâm mộ vì cả nhà ai cũng đẹp.